cách tổ chức đám tang cho người chết đúng theo chánh pháp mà Đức Phật dạy. Theo trong kinh tạng á, thì rất nhiều người khi mà mất rồi thì họ chỉ đơn giản là họ đẩy ra cái chỗ thiêu thôi. Ở miếng á, nó có một cái đặc điểm rất là vui. Đó là nếu như mà người chết mà họ thiêu thì họ chỉ cần báo cho cái nhà tang lễ thì người ta sẽ đến, người ta lấy cái xác, người ta không có cái người miếng, họ không có bò, không có xài hòm nha, không có xài hòm như người Việt mình, mà họ sẽ có một cái hòm sẵn, họ bỏ bỏ xác chết vào trong cái hòm đó, họ chở cái hòm đó, cái hòm có thể dùng lại nhiều lần, họ đem cái xác đó họ đem đi thiêu và xong rồi đó. Người nhà cũng không có cần phải tổ chức đám tang cái gì hết, coi như là chết thì cứ báo là người ta tới, người ta đem cái xác đi thiêu thôi, hết rồi. Đó là ở cái chỗ mà sư thấy, còn có thể ở một số vùng khác của Miến Điện có thể họ có cái phương pháp khác thì sư không biết, mà ở cái chỗ sư thấy là như vậy đó. Rồi còn một vị sư thì nó còn nhẹ nữa, tức là vị đó chết rồi thì chư tăng lắp một cái giàn gỗ để thiêu á, rồi đem vị đó rồi quăng lên trên đó rồi thiêu thôi, thiêu tại chỗ, không có tổ chức đám tang gì hết. Nhưng mà chúng ta là người Việt thì chúng ta có một số cái truyền thống mà chúng ta không có bỏ được, nhưng mà cái gì nó nhẹ được thì nên nhẹ, không có cần tốn kém. Thứ nhất là cái hòm. Sư không hiểu tại sao cái hòm nó lại mắc tới như vậy, mà nếu như vừa phải mình thì mình chỉ cần một cái gì đó để mà mình đựng cái xác chết vào thôi, cho nên không có nên tốn tiền vào cái chuyện hòm đâu, nên sư không nên tốn. Mà nếu như sư thì nói thiệt cho bản thân sư, nếu mà sư mà chết á, thì chắc bỏ vô trong cái bao rồi đẩy lên nhà thiêu ngay ngay trong ngày thôi, bỏ vô trong cái bao cho đẩy lên trên nhà thiêu rồi quăng vô trong lò thiêu cho họ thiêu, và không cần lấy cốt, không cần lấy cốt đấy, coi như là họ xử lý y như là cốt gà, cốt vịt, cốt chó, cốt mèo, họ cứ xử lý bình thường không gì hết. Không có nên tốn tiền cho hòm, rồi những cái dịch vụ như giải trí. Sư nói thiệt là những cái đám tang mà sư đi đến mà họ có những tiết mục giải trí, ví dụ như là kèn trống, rồi thậm chí là ảo thuật xiếc á, sư tự nhiên sư nhớ đến cái tựa đề của một cái bài văn của ông Vũ Trọng Phụng, đó là hạnh phúc của một tang gia. Tức mình không đám ma, mình không thấy cái gì mà cần phải vui vẻ hết, mà có thể kèn trống linh đình thì sẽ thấy nó không cần thiết. Tức là trong cái đám tang của mình gọn nhẹ, càng gọn nhẹ càng tốt. Và cái thứ ba là thời gian. Nếu như không kẹt thì những cái ví dụ như là con cái ở xa về cần gặp cha mẹ thì đừng có để lâu. Thậm chí là sáng chết, sáng chết chiều thiêu, hoặc là nói chung là thiêu càng sớm càng tốt, không cần phải để lâu đâu chi. Rồi người ta tới, người ta phúng điếu rồi mình lại vướng cái ơn cái nghĩa, nó cũng kỳ. Và thực sự mà nói là theo vô trong kinh tạng cái chuyện nó không cần thiết, cho nên nó là càng sớm càng tốt. Rồi một điều nữa gì cần lưu ý là không cần phải coi ngày. Nhiều người lạ lắm, thì nó lạ, tức là họ bình thường á họ sướng không chịu đâu, khi họ hỏi sư á, sư chỉ cho hỏi cách đơn giản không có tốn kém, họ không chịu, họ phải cầu kỳ, họ phải bắt mình đầy cho họ khổ họ mới chịu. Tức là khi mà sư nói họ không tin, họ đi coi thầy coi bà coi cái gì đó mà người ta bắt phải làm lễ lúc 4 giờ sáng, rồi cúng là cúng phải mấy bận nha, một bận là một mâm, là một mâm cỗ linh đình ý, tốn cũng bộn tiền, rồi
làm giấc 4 giờ sáng. Xin thưa là chắc nếu mà họ kêu 2 giờ khuya chắc họ cũng làm 2 giờ khuya. Tức là mình để cho người ta sai xử mình những cái nó không cần thiết, tự mình hành hạ mình, hành hạ người thân của mình. Tôi thấy nó không cần thiết. Cho nên là cái ngày giờ á thì càng sớm càng tốt, không cần phải coi đâu. Cứ đăng ký với cái lò thiêu, cái thời gian sớm nhất là giờ nào cũng thể đem lên được, và đem lên tổ chức như vậy gọn nhẹ. Và không cần phải ba cái giấy tiền này vàng bạc, không cần. Hoa thì có cũng được, không có cũng được, không sao. Đợt đám đám tang của một vị sư ở chùa, một vị trưởng lão á, tôi nghe nói đâu nội cái bông đám tang không thôi á, mà nhà đòn họ hô mấy chục triệu chi vậy, mà sư không hiểu. Trong khi đó sư nói thiệt nha, đám hình như là cái bông nó họ đem trang trí lên cái xe xong rồi họ cũng đâu có bỏ đâu. Đấy, đó là những cái chi phí tốn kém theo sư thấy là nó không cần thiết. Thay vì như vậy, quý vị tinh giản hết sức có thể, tinh giản hết sức có thể cái chi phí đám tang. Thậm chí là không cần phải mời thầy bà tụng kinh. Một số cái đám tang mà trọn gói là họ có ba cái vụ đó nữa. Quý vị dùng cái tiền mà quý vị tiết kiệm được á, dùng cái tiền đó quý vị làm một buổi lễ cho tăng, cúng dường đến chư tăng, cúng dường đến Tam Bảo. Và sau đó quý vị đem cái hồ đem cái phước đó quý vị hồi hướng đến cho cái thân bằng quyến thuộc đã quá vãng quý vị. Thì như vậy đó, người thân đã mất mới hưởng được, nó mới gọi là cái câu là nghĩa tử là nghĩa tận. Chứ còn mình làm cho nó rình rang thì xin thưa là làm cho mình coi. Mà mỗi lần sư nhìn cái đó là sư đều nhớ trong vũ trầm phụng, mà nó kỳ lắm. Thì đó là cái cách mà sư nói là vừa kết hợp giữa cái truyền thống người Việt và dựa theo kinh điển, tức là mình bớt càng nhiều những cái thủ tục càng tốt, bớt càng nhiều càng tốt. Và cái điều quan trọng là mình nên làm phước, hồi hướng phước đến cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, đó mới là điều nên làm.